Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kỳ Nhà. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Bubble Simulator. Thì trong game này, mình và Bami sẽ... Hiện tại bây giờ mình và Bami đang bị mất cái đầu nha, không có cái đầu luôn á. Không, cái này gọi là không mất cái mặt, à mất cái mặt chứ. Cái đầu không, chỉ có còn tóc với lại nón thôi mọi người. Không phải cái đầu cái đầu của mày nó bị mất luôn á. Nó không phải mất mà là nó nhỏ xíu rồi, nó nhỏ cái mất của mình không đây đấy. À, có thấy cái đầu coi nè. Trời chút xíu luôn nè. Vãi. Tao vẫn chưa thấy được cái đầu tao luôn á. Hả? À rồi ok, thấy rồi, một chấm nhỏ xíu. Trời mấy cái đầu thanh niên này sao bự dữ vậy? Ok, và bây giờ là mình sẽ tại vì khi mà mình lên cái size trên 500 á là mình có thể đi đánh nhau được. Đánh nhau okay. Cái là mình chỉ cần chạm vô mấy thanh niên kia là mình là nói chung là điểm cái đầu cái điểm càng cao á là mình sẽ giết người càng dễ, còn điểm nhỏ là rất là khó giết người. Ê kia kia. Vậy. Mày có nhớ cho chuyện gì đó xảy ra với tao với mày không? Tự nhiên tỉnh dậy cái một mất bà hai cái đầu nhỏ xíu là vậy? Ai làm tay đầu tao mày vậy? Tao chả biết đứa nào nó yểm bùa nó thiệt tình luôn. Rồi bây giờ mình với kia phải nhấn nút để cho nó bơm không khí vô cái đầu mình để cái đầu mình với kia bự lên lại nè. Ê Bami, cái đầu có bự lại nè. Tao thấy được cái đầu rồi mà nó mới nhỏ xíu bằng cái đầu ngón tay à. Rồi xong tao thay 500 là coi như là bây giờ là của nó quýnh tao sắp mặt luôn rồi đó. Tụi nó đang dí tao nè. Cái đầu có bự lên rồi, chết. Cái đầu tao mới bự bằng một cái ngón tay à. Vãi đạn, đầu có bự theo bị bằng chiều dọc mới ghê, nó lộn theo chiều ngang mới ghê, chứ nó nở theo chiều ngang chứ không có nở theo chiều dọc. Ok, vậy cái đầu gì nở sai trái vậy? Coi chừng nó bị nghẽn á, bị bít cái gì vậy? Cái đầu nó đang mập rất là đẹp trai đó, nhưng mà nó hơi nhỏ xíu thôi. Bami, thanh niên kia. Sao mày hốt tao rồi? Ô vào mình chặt đi mi. Ồ mày lên size 500 luôn rồi hả? Trời tao 500 mấy gần 600 luôn rồi. Tao 1.500 rồi nè ba, tao 1.500 đó là tao ăn thịt mấy của bay rất luôn. Đấy. Mày phải để ý chứ tao lên được cái 500 tao lên. Trời cái đầu mày ghê quá vậy. Ấy da. Tao ăn tao đủ tao luôn rồi. 5.000 lận ăn thịt tao luôn rồi. Cái thứ gì? Vãi. Cái đầu mày bự nhanh dữ vậy. Cái đầu mình nhìn thấy ghê á ba. Nó giúp cái đầu tao lên trúng nhanh luôn. Cái đầu mày nó nhìn thấy gớm quá à. Thôi không mấy mày đừng có làm đầu bự nó ra nhìn thấy ghê quá à. Bự là của trái. Ê cho tao một cái. Rồi nó ăn hết luôn. Vãi thật chứ. Ê để cái đầu bự cho tao, lũ rã mày ra. Mày ý đầu mày bự mày hít cắn là mày cắn nè. Đây bây giờ mình sẽ đi qua đây nè. Không, cái đầu bự giết không kìa. No. Cho chừa. Đó, đó cái đầu mình bự rồi nè, đó. Bự. Nhìn yeah. Hài quá. Tao được 1.600 rồi, cố lên. 5.000, năm hàng thành kia mới có 5.000 à, làm sao mà tao quên nó được. Trời ơi, mày ăn cái đầu gì mà sao mày lên lẹ quá vậy? Trời. Thanh niên gì mà cái đầu bự kinh khủng, bự bằng cái nhà luôn á. Thôi chớ. Nó 10. Ôi trời ơi, thằng đó nó 10.000 lần. Nó hốt tao kìa. Nó hốt tao kìa. Chạy đi. Tao đang chạy đây. Trời ơi, mày nghĩ sao cái đầu nó bự hơn cái tòa nhà nữa. Trời ơi, luôn. Quá đáng. Đầu bao bự luôn. Thanh niên này chết chắc rồi. Ai. Ok. Ê, một cái đầu bự. No. Rồi, thanh niên có lấy mất tiêu rồi. Chạy đi. Đừng lại. Trời đậu phộng cái speed, cái power up này cái gì nó không cho mình nó không cho tao xài luôn mới ghê chứ. Cái nào cái power up nào? Đó, cái power up mấy cái power up mà nằm ở dưới mặt đất á. À thấy rồi. Zoom power up. Ồ, cái đầu tao bự lên rồi nhưng mà nó bự theo cái kiểu là bự đều. Bự đều nhưng mà mất luôn cái nón rồi mày ơi, nó che luôn cái nón nó luôn rồi, nhìn cái đầu tao là ghê. Ai xấu như cái đầu mày. Mày nhìn cái đầu tao mới. Thôi đi vô khác đi ba. Tao bự như con heo vậy. Phải, sao không giết mày được. Tao né rồi lấy gì giết tao ba. Ủa, có vụ đó đó hả? Trời phải né chứ. Luôn không chắc cái đau. Đầu kia đúng xấu luôn người, cái đầu mình đúng đẹp luôn nè. Ê, mày có một hình gì mà con đầu to bố đầu nhỏ không? Có. Lâu lắm rồi giờ tao thành con đầu to rồi nè. Đây là con đầu to mà bố đầu to. Đây là cục kit Bami đầu to chà bá. Tao hiểu rồi. Thời gian đầu là làm con đầu nhỏ, về sau là làm bố đầu con nè. Vãi.
Giết, yeah, tao giết anh đi rồi. Á á á, tao hiểu rồi, cái này là cái đầu mày càng bự mày sẽ đi mày cụng người ta tét đầu. Á thì là cái đầu mà nó đang bự theo xu hướng là dạng như bự đều. Nó còn nhỏ chứ. Ồ, nó hút phát tao chết luôn mới ghê. Trời ơi, đây còn bự là của chế. Đầu chế hiện tại là đang bự đẹp, bự đều phải không? Hay như đầu mày thấy gớm. Tao bị gì luôn á, nó phát triển hơi bị sai trái. Ừ, mày tại mày dùng thuốc kích thích á, nên nó kích thích bị ngang, nó không kích thích bị da cao. Đi đầu không chết nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi giết người ha. Giết người không biết nó có nâng điểm đầu của mình lên không. Ôi, cầm ứng, ê, ui, ui, ui. Rồi xong lũ đạn lăn lóc cái đầu luôn. Ê mày, cái thằng Mr. Two, cái thằng 7 ngàn mấy á, cái đầu đúng bự luôn, nó hấp cho bây giờ. Đó, wow, có thằng đầu mười mấy ngàn luôn nè. Trời, bự cho bá lửa luôn. Kìa ơi, đầu em to quá vậy. Rồi, chết luôn lũ đạn. Ôi, cái đầu nó tới 4 ngàn mấy rồi, nó hơn mình tới 1 ngàn rồi. Trời, tao có 4 ngàn mấy mà trong khi mày mới có 3 ngàn mấy. Mày chỉ tao được 3. Thì thua có 1 ngàn chứ mày. Ok, bây giờ mình sẽ qua bên đây mình thu thập thêm năng lượng để cho cái đầu nó bự ra chứ nè. Mình qua mình sẽ chơi cùng đầu lông cho thủ dân ra. Làm sao mà tao đuổi kịp thằng kia được trong khi tao mới có 4 ngàn mà nó lên được cái 7 ngàn rồi. Thôi, thằng nó bự rồi, nó đang đứng cái bên nó luôn nè, nó đang dí tao nè. Ê, lêu, quá, nó đâu rồi, xong cái ngắt lụ đạn thằng mất nết. Đó là ta sẽ bảo thù cho mày. Bọn mày nghĩ sao vậy, ta thấy đang thấy có cục đầu bự. Ta vừa mới chạy lại, nó dí ta, nó cụm đầu, cái thằng chết lại nó lấy. Quá đáng thiệt luôn á, trời đất ơi. Trời đất ơi trời. Ôi, ta thấy cái thằng đầu 13 ngàn rồi nè, nó bự kinh khủng luôn mày. Ê, mình không dí được mấy thằng đầu bự nhỏ. Mình dí được mấy thằng đầu nhỏ mà mình không dí mấy thằng đầu bự, lêu. Ok, em cũng tiền tao bự 6 ngàn rồi. 6 ngàn luôn hả? Ê da, đậu phong nó ỉ, tao bự, nó lại nó giết tao kìa. Ồ, tao thấy cái đầu ở nhỏ hơn của mày luôn hả? Nhưng mà nó bị lắc á, thật ra là thêm giá trị đầu nó cao hơn tao nhiều. Ồ, sao trái vậy, đầu nó cao mà nhỏ xíu à. Lại đây tao hút da trắng này, đó. Chết nè, đó, trả thù. Đầu to hơn đít. Chết nè, chết nè. Ủa, này chưa chết. Không giết được. Yeah, chết. Ủa, mấy hình này máu trâu á ta. Kha, cưng nhảy đi đâu. Ôi, kha đứng húi là nó giết lén mình kìa. Không, tao suy nghĩ là tao không giết mày. Ờ, cái thứ gì á. Ý đầu bự là ăn hiếp người ta. Thằng kha là giờ nó có cái chiêu là lấy đầu đè người. À, đầu đây. Ôi, gì ra mày. Đầu mày bự đó, anh ấy bự quá. 7 ngàn kìa. Hên quá chạy kịp, rồi chết ga rồi, thấy chưa. Má, đừng nó giết tao kìa ba. Trời, nó giết tao hên rồi tao chạy kịp, chứ không là tao ăn hành luôn rồi. Ê, mà sao ở đây đầu ai cũng ngang, có mình đầu tao mặc bự đẹp mày. Đầu ai cũng kịp, có mình đầu tao nó sáng sáng. Ôi, trời ơi. Lêu. Quá. Đầu ăn cưới nó bự vậy. Thì cái đó, cái đầu nó bự mà. Rồi, dí tao kìa. Đúng rồi, kìa nó dí mày đi, để tao chạy. Đúng. Trời ơi, cái thứ gì nó ăn cái gì mà nó vô hết vô cái đầu. Cái thằng có, cái thằng thứ hai cho bơ mà. Trời, chết đi, cái bên này chết rồi đó. Đó, trời. Ôi, nó bự mày ơi, ôi. No, nó ủi tao ghê. Hai là chơi, trời ơi, là trời, mình đang cố gắng để cao hơn cái thằng thứ hai. Ê mày, nó quyết định nó giết tao cho được cái gì á. Trời. Ê mày, làm mày hốt này giùm tao đi. Hốt bằng niềm tin là mày ăn hết rồi làm sao tao cao hơn thằng kia được. À, nó giết tao kìa. No, hên quá chạy được rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, nó giết nó kìa. Ôi, sao cái thằng nó bự, nó giết dai quá ta. Ồ, hiện tại cái đầu mình nó bự, nó cao hơn cái người mình luôn rồi nè mọi người. Đó là cái nón mình với cái tóc của mình nằm dưới mà cái đầu mình nó nằm trên mới ghê chứ. Rồi, đất ơi. À, bây giờ thằng này nó dí tao rồi. No. Cái này gọi là sự sai lầm của tạo hóa. Đi, tao đi mà vụ thằng đó lại đây đi má. Nó dí tao, tao bỏ tao chạy chứ tao vụ gì, tao cái thằng nó lại giết thằng 7 ngàn nè. Rồi, giờ nó 10 ngàn luôn rồi. Đó, cho nó giết nhau đi. Cho nó giết nhau đi, tao mày chạy. Tao ăn tao cao hơn thằng kia, tao giết cho mày. Đó, giờ nó giết thằng 10 ngàn rồi kìa.
thấy rồi mừng ngày tết, mừng ngày tết, chạy trời ơi, cái đầu bự nó tấn công nó kìa. Ồ, Vami bị đầu bự tấn công mọi người ơi, đầu bự Vami bị đầu bự khổng lồ tấn công. Rồi, có thấy cái thằng, có thấy cái thằng thứ gì server rồi. Nó không thể nào mà tao lên được hạng gì server được. Ồ, tao thấy cái đầu mày mắc cười quá kìa. Đầu mày nó bự ngang nhìn như con cái mặt đuối. Đừng đi chết bên tao, quỷ già. Tự nhiên tao đang chạy mày quằn đồ xe là mày dí tao như vậy, thằng quỷ già. Tự nhiên cái nó mày đi theo nó chơi được cũng bị chết á. Mày giết tao có, tao đang chạy đi để tao rủ cái thằng bự là nó giết mày. Đáng lẽ là nó đầu bự là nó phải chạy nhanh thôi chứ ta đầu bự mình sao nó chạy chậm chưa. Nghĩ sao cái đầu bự chạy bá mà cái chân chút xíu sao chạy nhanh, ba chưa cắm đầu là hên á. Ừ, chạy mà không cắm đầu cũng hay. À, chết nè. Đúng rồi, tao sắp đuổi kịp cái thằng đầu kia, cái thằng gì server rồi. Ghê vậy, thằng đó nó không ra lượm đồ hay sao giờ chạy dí ghê vậy. Cái đang cố gắng toàn. Ủa sao tao dí không được rồi. Chết là mấy thằng nó còn nhỏ điểm. Có đâu. Ủa tao dí mày hử tao được không? Ủa được kìa. Tao dí mày đâu được đâu Bami. Ủa hên quá, thôi nó chưa giết mình được rồi, mình đi giết người khác. Thôi mà tao cũng giết người khác không được luôn mày ơi. Lát hậu nguyên đám lăn đùng nó chết nè. Bự đồng tiền bự. Đồng tiền bự. Đây đây đồng tiền, đồng tiền. No, cho chết cái này. Ghê vậy mày, thứ ba server kìa, mày chuẩn bị lên rồi kìa, thằng thứ nhì nó không chơi nữa kìa. Ủa chưa lên được nữa hả? Phải sao hạng nhì server nó không chơi chứ hả? Tao hạng tư rồi nè, thằng hạng nhì nó lên luôn mày. Nó lên 11.000 luôn rồi. Đậu nó lên cái giấy. Thì tất nhiên là mày lên nó phải lên chứ. Tên vậy sao tao đuổi kịp được. Trời đất ơi, cái thằng đầu vàng nó bự, quỷ ga nó cũng bự nữa. Tụi nó dí nhà rồi kìa. Chạy. Nó đâu có dí được tao nữa đâu. Trời, nó dí tao kìa mày ơi. Trời, kìa mày đâu rồi. Rồi, thằng bự nó tao nó dí tao kìa. Hay là chứ bây giờ không có tiền ăn, bây giờ nó lên lại 12.000 rồi, có mép mới là đuổi kịp nó luôn rồi đó. Đất ơi, buồn. Đây, bây giờ tao đang lụm cục lại nè, bây giờ là quyền đoàn, minh đoàn nó dí tao được ra ơi. Đợi xíu đi, bây giờ cố gắng lên được gì server mà không được. Nó dí tao kìa. Thì server nó ao rồi. Ao rồi, trời đất ơi, vậy là quý ga nó hạng nhì luôn rồi. Mình là hạng 3, đó, trừ thằng bự và nãy thằng kia ra là mình hút hết. Đúng rồi, ok. Còn cái thằng bự kia chơi đây, đó, đầu bự rồi con. Ê, đầu bự nó dí tao kìa mày ơi, trả thù giùm tao cái ui. Mày đâu rồi? Tao chơi ba, đầu bự chơi với giá. Kệ mày hạng nhì, mày có quốc hạng nhất để mày lên hạng nhất chứ. Lên đi, né tao ra ba, né tao ra, thằng cứt dịch. Không chí được nữa nè, chí mày không được nè. À, hả hả. Tao với mày giết nhau đi. À, quý ghê, không tin luôn. Ê mày hoàng lại mày giết thằng hạng nhất đi gu. Ê mày, cái đầu mày hạng nhì, đầu tao hạng ba mà hai cái đầu nhìn mắc cười á mày. À sao hai đầu nhìn sai trái quá vậy. Ờ cái đầu tao nhìn nó tròn đều, còn đầu mày nhìn biến thái như cá, hơi như con cá. Lũ đạn mày kia. Cái gì? Trời đất ơi, nó giết mình luôn rồi mọi người. Ủa tao giết được rồi hả? Tao giết được rồi nè. Trời đất ơi, cứ theo. Thanh niên là bự. Đây, thanh niên là bự. Chết đi. Ủa mà nó chạy nhanh quá vậy. Ủa thanh niên da trắng này chạy nhanh dễ sợ luôn á. Ôi, đứng lại cho khung cái nào. Rồi. Ô là la. Không được rồi, ok, nó chạy được rồi. Trời đất mẹ ơi, chết đi con. Ủa không giết được người ta luôn. Nó không giết được tao thì nó đang... Rồi xong nha, yeah, chết một thanh niên đầu bự. À, bây giờ là lấy chế. Chế thì đi săn mấy cưng. Đó, à, qua đây với chế, thanh niên đầu hầm. Thanh niên đầu hương. Chế thì giết cưng trong vòng 2 nút nhạc. Trời đó ơi, nó dẫn theo con mèo mà nó con mèo nó quật cái tội luôn á. Ai cho nhỏ luôn á, nó tội nghiệp thằng nhỏ ghê luôn chứ. Hay chết đi, đừng ngại ngùng. Trời đất ơi, dừng lại đi, yeah, chết. Cuối cùng thì chế cũng đã giết được cưng. Hiện tại chế đã 11.000 và đứng hạng 3 server.
Trừ thằng Kia và cái thằng đầu bự chà bá lửa thì chế không sợ ai. Hai bay hạng nhất hạng nhì đi cho khác. Hai bay hạng nhất hạng nhì đi cho khác nha. Trời ơi nó giết mình kìa. Rồi xong chết luôn, lựu đạn cho hạng nhất giết mình nè. Ôi chạy đứng dai luôn á. Cái đầu như nó dí, mắc cười với bạn chứ. Trời mấy thằng đầu bự dí nha, mắc cười thiệt chứ. Cái gì á? Rồi xong đầu bự kia đã chết, ngẫm cù tèo đi về nơi an nghỉ. Đầu bự Bambi đang tiếp tục cuộc hành trình và mém xíu nữa bị đầu bự khổng lồ nó giết. Ok, dừng clip đi cô. Ok các bạn, thì mấy thanh niên đầu bự của chúng ta sẽ dừng video đây thôi. Thì các bạn thấy video hấp dẫn và thấy cái đầu bự của mình với Ga dễ thương. Cái đầu bự của con Ga nó biến thái lắm đúng không? Không dễ thương mà biến thái đó. Thì các bạn nhớ lại cho hai đứa mình một like, một share, nhớ subscribe kênh channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. That's it, friend? Oh, yes.